Chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ gắn cái đèn RTD-M01B này cho cái đầu của Suzuki WeWi nha. Thì video này mình sẽ hướng dẫn anh em mình cách lắp đặt cái đèn RTD-M01B này và hướng dẫn mọi người luôn cái cách mà mình khắc phục cái lỗi mà pha nó bắn lên trời nha. Thì anh em, đây là bóng đèn M01B nè, chính hãng đàng hoàng nha. Ở đây nó có cái logo này kia đầy đủ nha mọi người. Đó, mình nhìn cái đèn nó rất là khéo nha. Nè, cục river nó cũng rất là đẹp nha. Hàng chính hãng đàng hoàng, phải hàng nhái hơi nha mọi người. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu ráp vô cái đầu đèn để mình thử nó trước nha. Mình sẽ đưa vô cái đầu đèn, mình thử coi nó cái pha nó bắn lên bao nhiêu, rồi mình chỉnh cho mọi người. Mọi người gá tạm vô trước. Đó. Mọi người cứ gá tạm vô trước vậy nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người nè. Đó. Anh em nhớ chú ý ở những cái đường này là cái đường ngang, đường cắt ngang này giùm mình nha. Rồi ok, mình sẽ bật cái pha lên. Code nè, pha nè, này cái pha nè, mọi người thấy cái cục trên đây không? Như gì thì nó rất là cao nghe, pha nó bắn lên trời. Mọi người cho nó lú chỉ một miếng cái đầu nhọn ở trên đây thôi. Rồi giờ mình sẽ tháo ra mình khắc phục nha. Rồi quay lại đầu đèn nè, mọi người gỡ ra lại nha. Thì hồi nãy nó cái pha nói chung nó cũng không có cao lắm mọi người, nên nãy vừa thôi. Mình gỡ cục này ra đi cho dễ xử lý. Đó. Mọi người lấy cái đèn ra lại. Rồi anh em kiếm cho mình một cái lon bia. Mọi người cắt ra cái miếng này ra nè. Mọi người cắt cái miếng mà cho nó vừa đủ cái lỗ trên này nha mọi người. Mọi người bẻ vô khoảng 3-4 vòng thôi. Mọi người bẻ vô khoảng 3-4 vòng. Mình chim ở trên đó cho nó cao lên nha, là cái pha nó tự động nó sẽ đi xuống. Rồi mình sẽ để dày nhiêu đây. Đó. Còn mọi người bẻ cho nó cái gờ, cái gờ như vậy. Còn mọi người đặt vô, để vô nó nằm gọn đó được rồi đó. Mọi người đặt cái đèn vô lại. Rồi còn mọi người gài xuống thử nha. Đó, rồi anh em mình thử nè. Code nè, pha nè, nó vẫn còn hơi cao nha mọi người. Nó chỉ lú một tí lên thôi là được nha. Còn hơi cao, mình cắt thêm một đường nữa, quắn thêm khoảng 3 vòng nữa là được nha.
Rồi mình gỡ ra lại tiếp nha. Mình lấy cái này ra mình quấn chồng vô luôn. Rồi cỡ này vừa nha, thêm 3 vòng nữa là vừa. Mọi người lại bẻ xuống tiếp. Rồi mình gáp vô lại. Rồi anh em chỉnh cho nó lú lên một chút xíu vậy được nha. Nó đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái cao su chống nước vô luôn nè. Cái loại này nó có cái ngại là mọi người lắp được cao su chống nước nha. Mọi người gỡ cái mọi người gỡ cái chấu còn lại ra luôn, kịch nó ra. Đó, rồi anh em gắn vô nha, cứ vậy đẩy vô thôi. Đó, mọi người để sát vô. Rồi sau đó mình sẽ gắn cái quạt tản nhiệt vô nha. Mọi người đè cái đầu bên đây xuống, đè sợi dây xuống này nè, để nó cọ dây đứt. Anh em rồi anh em dặn vô. Rồi ok, giờ mình đã lắp xong rồi mọi người. Mình gắn mấy dây điện của nó lại nè. Mọi người coi theo chui nha. Bên này nó có hai chân, là bên kia có hai chân. Là mỗi bên đầu nó có cái mũi tên đây nè, nó có một cái mũi tên. Mình kiếm bên kia nó cũng có cái mũi tên, mọi người cắm vô là được nha. Rồi mình siết lại. Cái kia cũng vậy luôn. Rồi giờ mình sẽ thử lại một lần cuối khi mình đem lên xe nha. Rồi ok, giờ mình sẽ đem gáp lên xe nha. Rồi mình sẽ bật chìa khóa lên nha. À, ok nha. Rồi ánh sáng đầu tiên là ánh sáng code nha mọi người. Đó. Code nè, pha nè. Pha code pha. Đó, đèn rất là sáng nha, có ánh sáng có nó rất là sáng nha mọi người. Rồi ok, rồi video mình kết thúc tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha.